Đo huyết áp tại nhà là một cách hữu ích để theo dõi sức khỏe và quản lý huyết áp. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách đo huyết áp đúng cách tại nhà. Một, Chuẩn bị trước khi đo. Thư giãn, ngồi nghỉ ít nhất 5 phút trước khi đo. Tránh, không uống cà phê, rượu hoặc hút thuốc ít nhất 30 phút trước khi đo. Đi vệ sinh, đảm bảo bàn quang trống rỗng để tránh ảnh hưởng đến kết quả đo. Hay, tư thế khi đo. Ngồi đúng tư thế, ngồi thẳng lưng trên ghế. Hai chân đặt trên sàn, không bắt chéo chân. Vị trí tay, đặt cánh tay lên bàn sau cho ngang với tim. Thư giãn cánh tay, không gồng hoặc căng cơ bắp tay. 3. Chọn máy đo và vòng bích phù hợp. Máy đo huyết áp, sử dụng máy đo huyết áp tự động và đã được kiểm định chất lượng. Vòng bích, chọn vòng bích phù hợp với kích thước cánh tay. Vòng bích quá chật hoặc quá lỏng có thể làm sai lệch kết quả. 4. Cách đo huyết áp. Đặt vòng bích, đặt vòng bích quanh cánh tay, cách khuỷu tay khoảng 2 đến 3 cm. Đảm bảo vòng bích được đặt đúng và chặt nhưng không quá chặt. Khởi động máy, bấm nút khởi động trên máy đo và giữ im lặng trong suốt quá trình đo. Đọc kết quả, sau khi máy hoàn tất đo, đọc kết quả trên màn hình. Kết quả thường bao gồm hai chỉ số, huyết áp tâm thu, số trên và huyết áp tâm trương, số dưới, cùng với nhịp tim. 5. Ghi lại kết quả. Ghi lại thời gian và kết quả đo, ghi lại ngày, giờ và kết quả đo vào sổ theo dõi hoặc ứng dụng trên điện thoại. Đo nhiều lần để có kết quả chính xác, bạn nên đo huyết áp 2 đến 3 lần và ghi lại kết quả trung bình. 6. Lưu ý khác. Đo cùng thời điểm mỗi ngày để so sánh kết quả chính xác. Hãy đo huyết áp cùng một thời điểm mỗi ngày, chẳng hạn như buổi sáng hoặc buổi tối. Kiểm tra máy định kỳ, đảm bảo máy đo huyết áp hoạt động tốt bằng cách kiểm tra và hiệu chỉnh máy định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Báo cáo cho bác sĩ, mang theo sổ ghi lại kết quả đo huyết áp khi đi khám bác sĩ để họ có cái nhìn toàn diện về tình trạng sức khỏe của bạn. 7 các lưu ý khi đọc kết quả. Huyết áp bình thường, thường dưới 120 phần 80 mmHg. Tiên cao huyết áp 120-129 trên 80-89 mmHg. Cao huyết áp giai đoạn 1-130-139 trên 80-89 mmHg. Cao huyết áp giai đoạn 2-140 phần 90 mmHg. 8. Một số sai lầm cần tránh không đo sau khi ăn no, tránh đo huyết áp ngay sau khi ăn no. Không nói chuyện trong khi đo, giữ im lặng và không nói chuyện khi máy đang đo. Không đo khi căng thẳng, tránh đo huyết áp khi bạn đang căng thẳng hoặc lo lắng. Việc đo huyết áp tại nhà đúng cách và điều đặn sẽ giúp bạn theo dõi sức khỏe tim mạch một cách hiệu quả. Có thể phát hiện sớm các vấn đề về huyết áp để có biện pháp can thiệp kịp thời. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.